Bạn học IPA cũng được, học bảng chữ cái cũng được, nhưng hãy học cho thật chuẩn. Tuy nhiên, để học chuẩn với cái giai đoạn của các bạn nó rất khó các bạn ạ. Thật ra nếu bảo thầy không biết tí phiên âm nào là điều, nhưng thứ nhất là thầy không dùng tí nào sau khi thầy thay đổi cách học. Sau khi thầy thay đổi cách học là thầy thành công đúng không? Thầy học với những câu chuyện và chính là cái cách thầy đi dạy bây giờ này. Các bạn học viên bây giờ cũng vậy. Có bạn học viên nào trong này đã từng được thầy dạy một chữ IPA nào không? giơ tay lên cho thầy nào giơ tay lên thầy đánh gãy tay luôn có dạy ai bao giờ đâu và các bạn cũng thấy là lâu nay thầy không mời các bạn học viên nhưng mà thôi được rồi buổi sau sẽ mời một bạn nào đấy nhưng các bạn thấy đấy những bạn lên trước khoảng hơn chục bạn rồi kể cô mai luôn có ai phát âm sai đâu rất thoải mái sáng nay thầy uh, có cái này thì sẽ kể trong livestream sau nhưng sáng nay thầy gặp các bạn nhỏ ở trên lào cai qua zoom và rất cảm ơn cô nhung và cô ngọc cuối cùng thì chúng ta cũng sắp xếp được để chúng ta học với nhau thì trong đó thì thầy bảo các bạn học viên là thầy chuẩn bị zoom các bạn ý thì nếu mà bạn nào mà có thời gian để tham gia thì có bạn bích thì nhận tin nhắn ngay bạn tham gia ngay thì bạn bích vào lơ ngơ lơ ngơ vào xem thầy hỏi bạn thế nào thì thầy thấy bạn bích vào thì thầy mới lôi bạn vào và đọc luôn đúng không thì bạn đọc thầy bảo bạn làm gì thì làm đấy với câu chuyện ở kids đấy thầy bảo là bây giờ em đọc cái này đã cũng chẳng về phân tích thì đấy thì vì thấy các bạn kia nhìn thấy cái là theo đúng cái kiểu là phải phân tích thì rồi thì ngồi xem là cái từ này phát âm như thế nào nhưng mà đấy bạn ấy vào luôn là, Carlos buys a new car is a very expensive car is a huge blue fast car while driving down the street đấy các bạn biết cái câu chuyện như thế show cho các bạn đúng không đấy là các bạn học viên đang học về câu chuyện đấy thì xong thầy bảo là ok now you tell the story again but in the past đọc cái câu chuyện này quá khứ đi các bạn okay ok five years ago Carlos bought a new car it was a very expensive car it was a huge blue fast car đấy cả câu chuyện như vậy xong thầy bắt đầu hỏi bạn ý vài câu và bạn trả lời rất thoải mái và thầy bảo luôn là thêm bây giờ Bích em học tiếng Anh lâu chưa thì bạn bảo em học từ lần em chỉ tính học là từ lồi hồi em vào cộng đồng lifetime là hai tháng thì bảo là thế em học bài này trong vòng bao lâu rồi một câu chuyện thế bạn bảo em học trong một tháng rưỡi và thầy đã bắt đầu buổi zoom với các bạn lần đầu tiên tiếp xúc với kiểu học tiếng Anh mà thầy đưa ra tức là học tiếng Anh theo kiểu ngôn ngữ bằng câu chuyện như vậy và thầy hôm nay cũng cảm ơn bạn Bích nhé. Nào tiếp theo thì tại sao mà bạn Bích xuất hiện như vậy và các bạn thấy là bạn Bích không hề học một chữ IPA nào mặc dù trước đấy thầy nghĩ là Bích có học nhưng thầy cũng không quan tâm vào học với thầy là các bạn quên hết. Thì tại sao bạn lại phát âm được những từ như là từ huge rồi thì từ từ fast, expensive, các bạn đừng nghĩ những từ dễ rồi Ôi vào gặp toàn expensive Tôi expensive Rồi chỉ nghe chán Rồi những từ khó hơn tí nhá. Ignore Rồi thì um, Beautiful Đấy oh. Từ girl Đó Thì bạn đích đơn giản là một tháng rưỡi đấy Bạn ấy chẳng học lan man Chẳng học cái gì cả Bạn ấy chỉ tập trung là Nghe câu chuyện này Nghe thầy giải thích Nghe thầy hỏi Và nghe thầy tự trả lời Bạn không làm gì cả tất cả các bạn đều không làm gì cả thầy ngày xưa cũng không làm gì cả nghe đến lúc hiểu được rồi thì bạn bắt đầu làm làm đầu tiên thì nó kém nó kém sau đấy thì nó khắc giỏi và đầu tiên nó chậm thì sau nó cách nhanh đầu tiên nó chưa mượt sau nó mượt đố các bạn biết vì sao là thì và tất cả các bạn học tiếng Anh trong vòng một tháng rưỡi và điều đặc biệt là các bạn vẫn chỉ học một câu chuyện đấy tức là đầu tiên bạn Bích không hề nói được như vậy thầy hỏi bạn Bích là một câu rất nhanh thôi Did she listen to Carlos? Cô ấy có nghe anh đã lắng nghe anh Carlos không nhỉ? Thì bạn Big bảo No she didn't listen to Carlos she ignored him và thầy vẫn nhớ là tại sao mà thầy luôn luôn dạy các bạn thì cái kỹ năng trước khi mà học tiếng Anh là vì học tiếng Anh thì với cái kiểu học như vậy thì chắc chắn các bạn thành công nhưng mà thầy vẫn muốn các bạn luyện tập được nhiều thứ hơn là tiếng Anh để thứ nhất là áp dụng vào tiếng Anh sau thì áp dụng vào cái khác thầy vẫn nhớ là cái sức mạnh của sự lặp đi lặp lại mà tất cả các bạn học viên của thầy đều phải học ngay đầu tiên. Đó, và luôn luôn có một khẩu hiệu là giỏi chậm thôi. Thì thầy vẫn nhớ cái kỷ niệm ngày xưa thầy có một câu các bạn nghĩ là dễ thôi nhưng người ta hỏi là anh ấy đã muốn đưa cô ấy đến đâu? Where did he want to take her? Thì trả lời là anh ấy đã muốn đưa cô ấy đến một nhà hàng đắt tiền đấy. Thì các bạn luôn luôn thiếu mất từ wanted. Nó quá khứ mà. Đấy thì bây giờ phải trả lời là he wanted to take her to an expensive restaurant. Nhưng mà đầu tiên làm sao mà nói thế rồi đầu tiên còn đang nghĩ về ngữ pháp, đầu tiên còn đang dịch câu hỏi đầu tiên thế này thế kia thì thấy có vấn đề gì đâu, bạn cứ dịch thoải mái, bạn nghĩ về ngữ pháp thoải mái vì thầy còn ép các bạn nghe bài này cả trăm lần nữa cơ mà. Thì thầy nhớ cái khoảnh khắc mà thầy luyện câu ý 30 lần liên tiếp nha các bạn nhé. 30 lần liên tiếp cứ nói là he uh, wanted to take her to an expensive restaurant. He wanted to take her to an expensive restaurant. Các bạn nghĩ là dễ thôi, còn các bạn phát âm là he want to take her uh, expensive restaurant đấy bỏ hết từ tu này, bỏ từ an này. Lúc thì đủ chỗ này, lúc thì đủ chỗ kia, lúc thì one, lúc thì one thật nó lộn cơm. Còn với thầy và các bạn học viên nhé đều phải phát âm chuẩn trả lời chuẩn ngữ pháp mà không không cần phải nghĩ đấy các bạn có câu câu ý rồi các bạn cứ luyện thôi thì đến khi mà thầy phát âm như thế này này he wanted to take her to an expensive restaurant và thầy vẫn luôn vì các bạn cũng biết cái kiểu dạy học của thầy rồi đúng không thầy đã bảo luôn cái việc tiếng anh dạy các bạn cực kỳ dễ thầy luôn luôn ưu tiên cho các bạn cái tâm lý của các bạn và tâm lý của các bạn chính là các bạn sẽ học từ những sai lầm của thầy học từ sai lầm của những bạn khác và thầy rất kể chuyện rất nhiều như thầy đang kể chuyện với các bạn này đấy chính là cách dạy tiếng anh của thầy nhá đó thì các bạn nghe câu chuyện đấy của thầy và là câu chuyện thật thế nên các bạn cũng làm điều như vậy đó rất nhiều bạn đầu tiên nghe thầy bảo thầy học bài này bốn năm mươi ngày thì các bạn luôn luôn cố học là bốn mốt hoặc năm mốt ngày để hơn thầy mà rất tuyệt vời thầy thua các bạn là khoản hiếu thắng mà thua thầy rất hiếu thắng <laughs> đó thì bạn thấy không và ngay từ thời điểm đấy thầy đã nói được những câu như vậy rồi. He wanted to take her to an expensive restaurant. Thế là xong mà lúc mà thầy bắt đầu dùng tiếng Anh nhá. Thì thầy dùng thì quá khứ rất chuẩn mà. Ví dụ câu đơn giản là what did you want yesterday? Ngày Hôm qua bạn muốn cái gì chẳng trả lời được. Học tiếng Anh mười mấy năm rồi, mấy chục năm, mấy trăm năm rồi, chẳng nói được IPA đây mình ra rồi, bảng chữ cái đây mình ra rồi. Hỏi mỗi là hôm qua mua cái gì, à muốn cái gì cũng chẳng biết kéo dài chọn đời nha Hải Nam nha, ơi cho nhiều bạn ở đây vẫn chưa biết đến cả khóa học của thầy à, căng nhẹ chứng tỏ mới theo dõi thầy đúng không? Trời ơi thầy đang rất tự tin nha. đó thì các bạn vẫn chẳng trả lời được con với thầy hỏi hôm qua muốn cái gì đi oh yesterday I wanted to go, to go out but I couldn't go out because it it was raining. Đấy chẳng hạn thế nói đơn giản rồi tiếng Anh nó chỉ có vậy thôi nhỉ? Không chúng ta ở đây phải phân tích một chút ngữ pháp đã phải nghĩ về cách phát âm nã phải làm tí phải dùng từ nào nó xịn xịn chứ rồi ôi, ôi dùng mấy cái từ phèn quá ai nói từ go out thầy phải dùng những từ xịn hơn như là hang out ở thế này thế kia bảo rồi, rồi 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 em giỏi rồi em nói lại cái câu của thầy lúc nãy rồi cái câu dễ dễ câu của em dễ dễ không nói được các bạn có thấy là cái tư tưởng của mình nó nó thất bại ngay từ trong cái suy nghĩ ở trong đầu mình rồi không